Hello anh em, vẫn là tôi và tôi đã quay trở lại rồi đây. Chắc là giờ này nhiều anh em đã khám phá được hết patch 1.1 rồi nhờ. Tất nhiên là bản cập nhật mới cũng có nhiều lỗi nó khá là khó chịu. Nhưng mà thôi, bỏ qua vấn đề là về lỗi đi. Ngày hôm nay bọn mình hãy cùng nhau bàn về sự cập nhật mới của Genshin Impact nha. Vâng, và đó là về phiên bản 1.2 của Genshin Impact. Lưu ý, những thông tin trong video được mình tổng hợp từ các nguồn rải rác khắp nơi trên Internet. Vậy nên có thể đúng hoặc cũng có thể sai. Nói chung là xem cho vui thôi nha anh em. Ok, bây giờ thì bắt đầu video. Mới có một ngày đầu tiên sau khi ra được phiên bản 1.1, Genshin Impact 1.2 đã được tiết lộ với những hình ảnh được chụp từ bản beta test từ những người chơi thử ở bản beta kín. Điều đầu tiên đó là vùng đất thứ 3 Inazuma có thể vẫn chưa xuất hiện ở phiên bản 1.2 này. Bởi vì Inazuma chính là quốc gia thứ 3 xuất hiện trong cốt truyện chính của Genshin Impact. Và như anh em đã biết, Patch 1.1 đã hoàn thành xong cốt truyện chính ở Liyue. Vậy nên, đích đến tiếp theo của chúng ta phải là quốc gia thứ 3 chứ nhờ. Điều này có vẻ như là khá được củng cố. Tuy nhiên, một số nguồn khác lại cho biết đó là trong phiên bản 1.2 này sẽ thêm vào một khu vực mình tạm dịch ra tiếng Việt, đó là núi tuyết của rồng. Khu vực này nằm giữa Liyue và Mondstadt. Trong phiên bản 1.1 hiện tại, chúng ta có thể trông thấy ngọn núi từ đằng xa. Tất nhiên là việc lại gần là điều không thể. Và những thông tin này được tiết lộ là từ những phiên bản beta, còn đến khi phát hành chính thức, điều này có thể sẽ được thay đổi. Thứ hai, game sẽ bổ sung thêm nhiệm vụ, và nhiệm vụ này rất có thể chỉ là nhiệm vụ phụ để cho thúc đẩy cốt truyện chính của game. Khu vực núi tuyết của rồng rất có thể sẽ cung cấp cho chúng ta những thông tin về La Hoàng Thâm Cảnh. Tại khu vực này, người chơi có thể phát hiện được những tinh thể màu đỏ. Có vẻ như những viên tinh thể này chính là những viên cùng loại với những viên tinh thể đã kiểm soát Phong Ma Long mà chúng ta nhìn thấy ở đầu game. Ở phiên bản này, chúng ta sẽ biết được nguồn gốc của những viên tinh thể đó và cách mà nó dùng để điều khiển những sinh vật khác. Có lẽ là Inazuma sẽ còn chờ chúng ta ở phiên bản 1.3. Còn phiên bản 1.2 này, khu vực núi tuyết là khu vực đã được xác định rồi, không thể nào tránh khỏi. Có thể nhà phát hành miHoYo sẽ phát động sự kiện Giáng sinh, ai mà biết được. Và cuối cùng, phiên bản 1.2 sẽ cập nhật nhiều sự kiện hơn cho người chơi. Nổi bật trong số sự kiện đó, đó là hoạt động săn tìm kho báu. Rất có thể là sẽ được thêm vào game một cách vĩnh viễn. Và sự kiện săn tìm kho báu là hoạt động lớn duy nhất cho đến thời điểm hiện tại được biết ở phiên bản 1.2. Ok, thì video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn anh em đã xem video của mình nhé. Nếu thấy video hữu ích, nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và tạm biệt anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều.